xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người đang xem livestream của em Sang hay không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người có đang xem livestream của em Sang không? Ui. Mọi người có đang xem livestream của em Sang không ạ? Mê luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Xin chào. Xin chào anh Trung Nguyễn, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin quá cảm ơn. Em cảm ơn nha. Em cảm ơn đẹp gái rồi. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Ê, đây nè. Đặng. Đưa Hưởng đi chị nha. Đưa đây cho chị nè, đang livestream á. Trắng thật đó, đúng rồi, rất là trắng. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người. À, chị đang live Facebook. Đang live Facebook. À. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, đang xem livestream thì chia sẻ like cho em Sang đi. Mọi người chia sẻ like cho em Sang với nha. Chào bé Sang, em chào mọi người nha. Em chào tất cả mọi người nha. Em chào tất cả mọi người ạ. À. Ai Duyên ơi. Ai Duyên ơi, Sukute, em cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ, em cảm ơn mọi người đã thả tim, thả like cho em Sang nha. Mọi người chia sẻ cho em Sang với nha mọi người. Mọi người chia sẻ like cho em Sang với nha. Xin chào tất cả mọi người ạ. À. Mọi người ơi, bây giờ mọi người đang đi làm hả? Mọi người đang đi làm hả mọi người? Mọi người đang đi làm hả mọi người? Xin thật cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Em Sang xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, xem like, thả tim, thả like cho em Sang nha mọi người. Mọi người chào em. Dạ. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, ở đây có ai muốn tư vấn kem body không? Ở đây có ai muốn tư vấn kem body? Em Sang sẽ tư vấn kem body cho mọi người nha. Ở đây có ai muốn tư vấn kem body thì em Sang sẽ tư vấn kem body cho mọi người nha. À mọi người ơi, nếu mà có vợ hay là có bồ gì muốn mua kem body thì tap vào đây xem em Sang tư vấn nha. Về miền Tây hả? Dạ. Ở đây kiến cắn hả? Có đâu. Không có kiến nha. Không có kiến. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Hello mọi người. À làm sao để trắng như em? Dạ, xài kem nha mọi người. Xài kem nha. Em Sang lên livestream để xin chào, hello. À, đây, em Sang đang sử dụng cái dòng kem này nha mọi người. Em Sang đang sử dụng cái dòng kem này nha. Mọi người hỏi sao em Sang trắng thì em Sang đang sử dụng cái dòng kem này nha mọi người. Dòng kem body cốt ủ bên nhà em Sang nha. Cái dòng này siêu trắng luôn mọi người ơi. Hello người đẹp, dạ em chào. Em chào mọi người ạ, à. Em chào tất cả mọi người ạ. À. Đây là dòng kem body cốt ủ bên nhà em Sang nha. Đó, chị nào hoặc là anh nào muốn tặng cho người yêu hoặc là tặng cho vợ thì cứ vào đây em Sang tư vấn cho mọi người nha. Em Sang tư vấn cho mọi người nha mọi người. Kem trị thâm, anh đang hỏi là cái dòng kem mặt hay là kem body ạ? Anh đang hỏi kem mặt hay là kem body ạ? Ra Bắc, dạ không ạ. À. Dạ không. Lâu rồi em đâu có ra Bắc đâu. Lâu rồi không có ra Bắc. Nhưng mà cuối tháng sau thì có đi ăn đám cưới của một bé em ở Hà Nam đúng không? Ở Hà Nam. Chào em út đen nha. Mua ở đâu vậy chị? Em inbox cho chị đi. Em inbox cho chị đi nha. Em inbox cho chị nha.
Xin dạ em cảm ơn mọi người. Em cảm ơn mọi người. Mọi người cần tư vấn vấn đề gì? Mọi người cần tư vấn vấn đề gì em sẽ tư vấn cho. Dạ có nha, em sang có ship qua bên nước ngoài luôn, khách ở bên bên Mỹ nè, bên Hàn với lại là bên Đài Loan, đúng rồi, Đài Loan. Mua kem sang suốt luôn ý, mà toàn là lấy nhiều, một lần nhiều ấy. Lấy một lần nhiều xong cái là về xài cho nó đã. Xin chào Philippines. Xin chào Philippines. Hello. À cái gì buổi trưa vui vẻ. Dạ em cảm ơn mọi người, em cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho em sang rất là nhiều nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em ơi inbox cho chị nha. Cổ hả? Dạ có, nếu mà cổ bị thâm thì mình sẽ sử dụng cái dòng này đi, sử dụng cái dòng kem body này bên em sang đi nha. Em cảm ơn mọi người đã khen em nha. Mọi người bị thâm thâm nách nè, hoặc là thâm khuỷu tay khuỷu chân nè. Chị ở Vũng Tàu, đúng rồi, chị ở Bà Rịa Vũng Tàu, không phải là ở thành phố Vũng Tàu đâu, nhưng mà chị ở Châu Đức. Chị ở Châu Đức nha. Chị ở Châu Đức. Mọi người ơi, mọi người kéo thả tim thả like cho em sang với chia sẻ bài cho em sang đi. Bị tụt like rồi nè. Bị tụt view rồi, bị tụt view rồi mọi người. Chị ở Châu Đức nha. À em sang có ship hàng tận nơi nha mọi người. Em sang ship hàng tận nơi, với lại là ship hàng toàn quốc luôn. Là có nghĩa là em sang có thể là ship qua nước ngoài luôn đó mọi người. Em sang gửi hàng qua nước ngoài được nha. Cho nên là những anh chị nào đang ở nước ngoài á, thì muốn em sang gửi hàng qua nước ngoài thì cứ inbox cho em sang nha. Chị ở Vũng Tàu nha. Nam sử dụng được không? Dạ được ạ. Nam sử dụng cái dòng kem body bên nhà em sang được ạ. Xinh gái quá. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Em cảm ơn mọi người đã khen em sang nha. Em cảm ơn mọi người. Đây là cái dòng body cốt ủ bên nhà em sang nha mọi người. Đây là dòng body cốt ủ bên nhà em sang nha. Chị em nào muốn trắng này, hoặc là muốn vợ trắng, muốn bồ trắng ha, muốn tặng cho người yêu thì cứ sử dụng cái dòng này bên nhà em sang. Ví dụ mọi người sử dụng nhiều loại rồi, đi khắp thị trường rồi, sử dụng nhiều loại rồi nhưng mà chưa có trắng thì mọi người thử sử dụng cái dòng kem body này bên nhà em sang xem thử nha. Tại vì là cái dòng này á, có nhiều chị xài nhiều loại không trắng rồi, nhưng mà qua bên em sang á, sử dụng cái dòng này thì nó lại trắng rất là nhanh, trắng bật tâm nha mọi người. Và em sang đang có khuyến mãi. Chào em, dạ em chào mọi người, em chào mọi người. Và em sang đang có khuyến mãi nha mọi người. Ví dụ mọi người mua một kem body, em sang sẽ tặng cho mọi người một set tắm trắng nha. Em sang sẽ tặng mọi người một set tắm trắng nha mọi người. Và một set tắm trắng như vậy là trị giá 120 nha mọi người. Khi mà mọi người mua một hộp kem body như vậy thì em sang sẽ tặng một set tắm trắng. Mua hai body cũng tặng hai set tắm trắng nha mọi người nha. Cho nên là rất là hời luôn. Chỉ áp dụng trên livestream thôi. Chỉ áp dụng trên livestream thôi. Cho nên là mọi người mua trên livestream rất là lợi nha. Bạn nào mua thì cứ inbox cho em sang nha. Mọi người mua thì inbox cho em sang nha. Có nhân viên đang check tin nhắn nha mọi người. Có nhân viên đang check tin nhắn nha. Mọi người ơi, đang xem livestream thả like, thả tin cho em sang nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào tất cả mọi người nha. Một hũ kem body bao nhiêu? Dạ, một hũ là 300 ạ. Một hũ 300 ạ. Một hũ kem body cốt là bên em là 300 nha mọi người. Và em đang có chương trình mua một kem body tặng một set tắm trắng như thế này là mọi người rất là lợi luôn nha. Mọi người sẽ được tặng một set tắm trắng này nha mọi người. Đâu có rung đâu. Dạ em thấy anh Trần Anh. Em thấy anh Trần Anh nha. Tắm trắng có lên tông liền? Dạ có. Tắm trắng là lên tông, bật tông ngay cái lần đầu mà mình sử dụng luôn ạ. Dạ em chào anh Bình Lê. Em chào tất cả mọi người nha. Mọi người tắm cái này, mọi người tắm lần đầu tiên thôi là mọi người đã thấy. Dạ em cơ gốc ở Hà Tĩnh. Em cơ gốc ở Hà Tĩnh nhưng mà vào đây cũng lúc em 2 tuổi. Lúc em 2 tuổi là mấy chục năm, lâu lâu rồi. Chào em Ngọc Diễm nha, chào em Ngọc Diễm nha. Dạ em cảm ơn anh Trung Nguyễn nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ơi xem like thả tim thả like dùm em sang và chia sẻ bài giúp em sang nha.
Là sao trường lái ơi, em không hiểu là sao ạ? Dạ không có nha, cũng hơi ngại thôi ạ, cũng hơi ngại thôi, nhưng mà không sao hết. Đâu ha, hồi nãy có bạn gì hỏi đâu rồi? À, tắm trắng là lên tông liền nha, tắm trắng là bạch tông ngay lần đầu mà mình sử dụng nha mọi người, tắm trắng là bạch tông ngay lần đầu mà mình sử dụng luôn, một lần tắm trắng sử dụng hết luôn không em? À, dạ dạ không, dạ không. À, một bịch như vậy là mình sử dụng được 3 lần nha, mình sẽ chia ra, ở trong này là có 2 set, ở trong này là có 2 set nha mọi người, à, một gói một set như vậy là trong đó có 2 cái gói, gói ở trong đó về mọi người trộn chung và lại với nhau rồi là mọi người tắm giùm em sang nha. Đó, mọi người tắm tầm 15 đến 20 phút giùm em sang là đi ra một phát là thấy da của mình là nó bạch tông lên hẳn rồi. Sau đó là mọi người khóa cái lớp trắng da đó bằng một lớp gì đẹp trai trời. À, một tiếng nói dễ thương quá. Em cảm ơn chị An rất là nhiều, yêu chị An rất là nhiều luôn. Cảm ơn chị An rất là nhiều nha. À, chào em xinh đẹp. Dạ em cảm ơn anh Đức Mạnh. Em cảm ơn anh Đức Mạnh rất là nhiều. Thả tiếng gốc Hà Tĩnh. Ê tự nhiên nói thả tiếng gốc Hà Tĩnh xong cái là bị đớ. Ý là em nói với mọi người em không có nói được. Em nói với người nhà em là em nói được nha, còn mà nói với mọi người đi học đồ này kia là không có nói được. Không có nói được. Em cảm ơn Cường Phạm, em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Mua xe gì? Mua xe thì liên hệ anh nha. Anh bán xe gì? Anh bán xe gì ạ? Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người comment nhiều quá, em đọc chưa có hết nè. Em cảm ơn anh Cường Nguyễn, anh Nghĩa Phúc, con gái nghệ giỏi giang xinh đẹp, em cảm ơn. À, chúc em nhiều thành công. Dạ em cảm ơn. Một bịch tắm trắng bao nhiêu? Dạ một bịch tắm trắng này trị giá 120 chị nha. Một bịch tắm trắng này trị giá 120, nhưng mà chị mua kem body em sẽ tặng tắm trắng, mình rất là lợi luôn á. Mua một kem body em sẽ tặng một set tắm trắng nha. Mua một kem body xinh đẹp quá. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người khen em vui quá trời quá đất luôn. À, dạ miền Tây, bữa em mới về miền Tây nè. Bữa em mới về Kiên Giang, đúng không ta? Kiên Giang đúng không? Gò Công là đâu? Gò Công Kiên Giang đúng không mọi người? Clip triệu view đó, clip triệu view là ở miền Tây đó mọi người. À, nay mới thấy like dễ thương quá nè. Em cảm ơn nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Đẹp gái quá. Mọi người ơi có cần tư vấn gì không? Em tư vấn cho nha. Em tư vấn quá. Mọi người comment nhiều em bị trôi comment, mọi người comment lại nha. Có bị ẩn comment đúng mọi người. Mọi người comment mà không thấy em sang trả lời là nó đang bị ẩn comment nha. Thì mọi người comment lại cho em sang nha. Ê hơi đau họng. Ê hơi nóng nữa. À đúng rồi Gò Công Tiền Giang, đúng rồi đó anh, ngay chỗ cái gì Vàm Láng đúng không ta? Vàm Láng hả? Đúng rồi, Vàm Láng nha mọi người nha. Tác phẩm cùng tên xinh đẹp. Dạ ồ anh, em chào anh Sang Nguyễn, em chào tất cả mọi người nha. À em đang cung cấp những sản phẩm gì? Em đang bán kem body. Bên em rất là nhiều dòng nha mọi người. Bên em mỹ phẩm rất là nhiều dòng nha. Bên em rất là nhiều dòng. Đây là cái dòng kem body cốt ủ bên nhà em sang nha mọi người. Đó, những cái chị nào mà sử dụng nhiều dòng chưa có trắng ha, sử dụng nhiều loại kem mà không có trắng, thì mọi người thử sử dụng qua cái dòng kem này bên nhà em sang nha. Đảm bảo với mọi người là trắng bạch tông, trắng phát sáng luôn. Có nhiều chị xài kem trộn mấy năm trời không trắng, nhưng mà chuyển qua cái dòng kem body này bên nhà em sang lại trắng nha mọi người. Kem bên em là kem công ty nha. Kem công em là công hũ body bao nhiêu? Dạ hũ body này
Bộ body này là 300, nhưng mà em tặng thêm một set tắm trắng trị giá 120 nha. Tặng thêm một set tắm trắng trị giá 120 nha. Ngồi trong phòng ánh sáng nó không được tốt. Ánh sáng nó không được tốt. Mà ngồi đây nó buổi chiều nó mát lắm. Tại vì ở gần hồ cá, buổi chiều nó mát lắm mọi người. Nhưng mà bây giờ trời đang nắng quá. Trời đang nắng quá. Chào em Bảo Đơn. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nha. Mọi người có ai muốn trắng da thì cứ liên hệ ủng hộ em Sang nha mọi người. Ở Kiên Giang, An Giang. Em chào tất cả mọi người nha. Bao nhiêu một lọ vậy chị? À, em ơi, lọ kem body này là 300 nha. 300 nha mọi người. Mọi người mua trên live em Sang sẽ tặng một set tắm trắng này nha. Em Sang sẽ tặng một set tắm trắng. À, em Sang bị cần mọi người. Đọc xa không thấy rõ. Mọi người mua một kem body em Sang sẽ tặng một set tắm trắng cho mọi người nha. Em Sang sẽ tặng một set tắm trắng trị giá 120 cho mọi người. Và một lọ kem body nè cho xem chất kem nha mọi người. Em Sang cho mọi người xem chất kem nha. Rất là cô đặc luôn. Đây là dòng body cốt dẻo bên nhà em Sang nha mọi người. Và bây giờ em Sang sẽ test cái chất kem cho mọi người xem nha. Đang bánh kem mà mọi người. Đang bánh kem mà xem dáng cái gì trời. Hâm mộ. Em tên Sang chứ phải tên Trang nha. Em tên Sang nha mọi người. Để anh kêu bọn con gái cả dòng họ anh vào ủng hộ follow. Dạ thôi kêu vô mua kem giùm em là được nha. Kêu vào mua kem giùm em là được nha mọi người. Đây đó. Mọi người ơi thả tim thả like và chia sẻ live stream giùm em Sang đi. Bị tụt view rồi mọi người ơi. Nè đây. Cho mọi người xem chất kem này em Sang vừa mới xuất xong ha. Nó thấm rất là nhanh luôn. Không phải là dòng body coat mà khó xuất đâu mọi người. Đây dòng body coat không phải là đặc kẹo đâu nha. Không phải là đặc cứng. Mà là body coat dẻo nha mọi người. Mà là body coat dẻo nha. Mọi người ơi đang xem live stream thả tim thả like cho em Sang nha mọi người. Ai chưa follow thì follow kênh của em Sang giúp em Sang với nha. Đó. Bà nào muốn da trắng thì cứ nhắn tin inbox cho em Sang nha. Và đang có chương trình. Em cảm ơn anh Trần Khoa nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em chào Minh Đoàn nha. Em chào tất cả mọi người đó. Em Sang đã test một lớp kem trên tay rồi. Nhưng mà kem thấm rất là nhanh. Không có bị bết trích. Không có lỗ vân kem nha. Hồi xưa là ở Hương Khê ạ. Hồi xưa là ở Hương Khê. Dương Văn Minh. Dạ em cảm ơn anh Dương Văn Minh nha. Đó và mọi người mua ở trên live stream thì em Sang sẽ tặng một set tắm trắng nha. Dạ có ạ. Bên em là chuyên sĩ mà. Mọi người thấy em đăng hàng đi nhiều không? Mọi người thấy em đăng toàn là xe tải vào lấy hàng một lần như vậy là toàn là mấy ngành hàng không á mọi người. Đó là em Sang bỏ sĩ đấy. Em Sang bỏ sĩ không mà. Em Sang chuyên bỏ sĩ luôn đó mọi người. Cho nên là những anh chị nào đang muốn hợp tác kinh doanh với em thì cứ inbox cho em Sang nha. Mọi người cứ inbox cho em Sang nha mọi người. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin chào Hoài Phạm. Em xin chào Nguyễn Vàng. Em xin chào Phước Quan. Em chào tất cả mọi người ạ. Em chào mọi người nha. Mọi người đang xem live stream thì thả tim thả like và chia sẻ like dùm em Sang với nha mọi người. À, gửi kem body cho chị chưa em? Còn Nguyễn Văn Hoạt, anh mua kem của em hồi nào? Anh mua kem của em hồi nào vậy? Em gửi kem cho chị rồi nha, chị Minh Đoàn ơi. Em gửi kem cho chị rồi ạ. Em chào tất cả mọi người nha. Em chào tất cả mọi người nha. Em chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, hiện tại là em Sang đang có chương trình mua một kem body tặng một set tắm trắng nha mọi người. Em Sang đang có chương trình mua một set mua một kem body em Sang thể tặng một set tắm trắng trị giá 120 nha mọi người nha. Mọi người cần tư vấn gì thì cứ hỏi nha. Mọi người cần tư vấn gì cứ hỏi em Sang sẽ tư vấn cho mọi người nha mọi người. Em cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, em gốc ở Trung. Nhưng mà em vào đây lâu rồi. Em vào đây lúc em 2 tuổi cơ. Cho nên là bây giờ cái giọng của em là nửa Nam nửa Bắc ha. Nửa Nam nửa Bắc. Một tháng rồi chưa đâu anh ơi. Nếu mà
nếu mà đối với cái da nào mà ngâm đen chai lì thì mình cần sử dụng thời gian nha. Giống như là da của em Sang á, làm trắng bạch tâm như thế này là cũng phải hơn 1 năm nha mọi người. Cũng phải hơn 1 năm nha, chứ không phải là 1-2 tháng là nó sẽ trắng liền được đâu. Đó, cho nên là mọi người sử dụng thì mọi người kiên trì dùng em Sang nha. Nhìn chủ shop là biết uy tín rồi, em cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Ship 20 hũ xài chơi, ok anh. Ok chị, không biết anh hay chị nữa. Ship 20 hũ em Sang sẽ tặng được giá sỉ đó mọi người. À, bên em Sang là được giá sỉ nha. Mọi người mua 3 hũ trở lên là được giá sỉ nha mọi người. Và được tặng kèm set tắm trắng nữa nè mọi người. Mua một set tắm trắng thì sẽ mua một kem body sẽ được tặng một set tắm trắng nữa nha. Rất là lợi luôn, mọi người mua trên livestream rất là lợi nha. Mọi người mua 3 hũ là được giá sỉ rồi. Cho nên là chị em nào mà xài thử một hộp mà thấy hợp ý, thấy hợp thì mình nên lấy lần 3 hũ đi, mình xài cho nó lợi nha mọi người. Nóng quá trời rồi. Mọi người ơi, đang xem livestream thả tim thả like cho em Sang nha mọi người. Mọi người chia sẻ livestream cho em Sang với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, có cần em Sang tư vấn gì nữa hay không ạ? À? Mọi người có cần em Sang tư vấn gì hay không ạ? À? Em Sang tư vấn cho mọi người nha, tư vấn nhiệt tình luôn nha mọi người. Mọi người mua trên livestream rất là lợi nha mọi người. Cho nên là mọi người cứ inbox cho em Sang. Hiện tại là đang có nhân viên check đơn nha mọi người. Đang có nhân viên check tin nhắn nha. Cho nên là mọi người cứ inbox trực tiếp cho em Sang đi, là sẽ được khuyến mãi nha mọi người. Là sẽ được khuyến mãi nha. Và những cái dòng kem face ở bên nhà em Sang. Yeah. Dạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Giờ này mọi người đang đi làm hả mọi người? Giờ mọi người đang đi làm đúng không? Mọi người ơi, mọi người. Có trị mụn nha chị ơi. Em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nha. Em cảm ơn mọi người nha. Cười cũng xinh nữa. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người. Em có trị mụn nha chị ơi. Em có trị mụn nha. Em có trị mụn nha. Đây. Đây là dòng trị mụn bên nhà em Sang nha mọi người. Đây là dòng trị mụn bên nhà em Sang nha. À, bà nào đang bị mụn bọc, mụn viêm. Đang bị mụn bọc, mụn viêm, mụn mủ thì có thể là sử dụng cái dòng này bên nhà em Sang nha. À, sử dụng vào thì nó sẽ gom cùi rất là nhanh, 3 đến 5 hôm thôi là thấy da mình nó đã gom cùi lại rồi. Và mình có nhanh mụn thì mình đi lấy sạch nhanh ra là nó sẽ ok nha. Hôm nay đi không đi chân bò. Dạ hôm nay cho nghỉ chân bò một bữa đi. Hôm nay cho nghỉ chân bò một bữa đi mọi người. Hôm nay cho bò ở nhà đói luôn. Em cảm ơn, em cảm ơn tất cả mọi người. Em cảm ơn Phương Lê, em cảm ơn Trần Học, em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Cái gì? Em cảm ơn Nghĩa Phúc, em cảm ơn Nghĩa Phúc, em cảm ơn Tâm Dương, em cảm ơn tất cả mọi người nha. Em cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người đang xem like thì thả tim thả like cho em Sang nha. Và chia sẻ livestream dùm em Sang với nha mọi người. Alo. Ê mọi người, alo là gì vậy mọi người? Nói alo vậy là nhưng mà không có hiểu gì hết. Không hiểu gì hết trơn. Đẹp sẵn người. Cảm ơn em yêu. Cảm ơn em yêu rất là nhiều luôn.
Like, like bây giờ ít người xem hả mọi người? Like bây giờ ít người xem hả? Dễ thương, em cảm ơn. Like giờ này ít người xem đúng không? Hình như là phải ban đêm đúng không mọi người? Phải tối đúng không? Phải tối mới có người xem đúng không? Phải tối mới có người xem ha. Bây giờ là hình như là người ta đang đi làm. Hình như là người ta đang đi làm đấy. Chào idol. Chào anh. Chào tất cả mọi người nha. Đó, chị em nào đang đang quan tâm tới cái dòng kem body của em sang, hoặc là anh nào đang đang muốn tặng cho người yêu hoặc là tặng cho vợ của mình. À, hôm qua dạ giờ cao điểm là 20 giờ, chắc giờ đó người ta đang nằm lướt TikTok, lộn, lướt Facebook nhiều ha. Hôm bữa có anh mua kem body tặng cho vợ nè, mới khoe em xong đó. Anh chị được vợ khen rất là nhiều nha. Em biết nấu cơm không? Biết nha, nấu ăn còn ngon nữa nha. Dạ em quê gốc hả? Quê gốc là ở Hà Tĩnh, là ba mẹ, còn em vào đây lúc 2 tuổi rồi. Yêu quá cơ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Xinh quá, cảm ơn mọi người. Cho làm cộng tác viên. Dạ ok ạ. À, em đang tuyển cộng tác viên là và tuyển sĩ ở toàn quốc nha mọi người. Em tuyển cộng tác viên và tuyển sĩ ở toàn quốc nha. Và em sang là chuyên bỏ sĩ nha mọi người. Em đẹp hết mình đi hả? Em cảm ơn mọi người. Em chào chị Cúc Lê nha. Chị ơi qua đây chơi cho vui. Chị ơi qua đây chơi cho vui đi. Nay xinh quá em ơi. Em cảm ơn chị yêu rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người ơi. Hello người đẹp. Dạ em xin chào anh Minh Tấn ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Hàn cổ quá trời luôn á. Em xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người xanh sale ở trên livestream. Trên livestream nha mọi người. Mọi người mua một kem body em sang sẽ tặng một set tắm trắng nha. Mọi người mua một kem body em sang sẽ tặng một set tắm trắng nha. Xài kem cốt mê lắm. Em cảm ơn chị yêu Cúc Lê rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh bán ở Nghệ An. Bán xe hả anh? Bán xe đúng không? Xe ô tô hả? Cho Hũ xài kem body. Ok chị yêu. Ok chị yêu nha. Lấy hàng inbox cho em nha chị yêu ơi. Gửi người em Hà Tĩnh. Gửi gì? À, kem body bao nhiêu một hũ? Kem body này một hũ là 300 em. Một hũ là 300 nha. Và bên chị đang có chương trình khuyến mãi là mua một kem body chị sẽ tặng một set tắm trắng này cho em nha. Một set tắm trắng này em phải tắm được 3 lần nha. Và một tuần em chỉ cần tắm một lần dùm chị thôi. Còn kem body thì mình sẽ sức ngày 1 đến 2 lần dùm em sang nha. Và đảm bảo với mọi người sau 1 đến 2 tuần là da của mình đã bật tông lên rồi nha mọi người. Ê đợi một xíu nha, để quay cái quạt qua đây. Nóng. Hello mọi người đó. Một hũ kem body là 300 em nha. Và đang có chương trình mua trên livestream chị sẽ tặng một set tắm trắng cho em nha. Nóng. Ở đây nóng nhưng mà nó sáng á chị. Nó sáng, nó đẹp hơn. Nó sáng hơn, nó ok hơn là ở trong phòng tối quá. Đó là cái dòng body coat bên chị nha. Cái dòng body coat ví dụ giống như chị nào mà xài nhiều dòng chưa trắng, xài nhiều dòng chưa trắng, xài nhiều cái loại kem rồi nhưng mà chưa trắng, nhất là xài mấy cái loại lotion á thì nó sẽ không trắng được đâu. Cho nên là mấy chị nào muốn trắng thật sự, muốn trắng phát sáng luôn ý, và trắng thật không trắng ảo. Ví dụ mọi người hay xài những cái dòng lotion á, mình bôi lên đúng không, là nó trắng, nhưng mà mình đi tắm ra là nó sẽ hết trắng.
những cái loại đó thì nó sẽ trắng ảo chứ không trắng thật. Cho nên là mấy chị muốn da của mình trắng thật thì xài cái dòng body này bên nhà em sang nha. Cái dòng body này cốt ủ bên nhà em sang là siêu trắng nha mọi người, và trắng thật không trắng ảo mọi người nha. Trắng thật không trắng ảo nha mọi người. Nó sẽ lên tông từ từ cho mọi người luôn à. Và mọi người mua trên livestream em ta sẽ tặng một set tắm trắng nha mọi người. Một set tắm trắng trị giá 120.000 nha. Nha mọi người nha. Còn bà nào mà thích xài kem nhưng mà sợ bết rít thì mọi người sẽ sử dụng cái dòng body gạo này bên nhà em sang. Body gạo là 280 nha mọi người. Body gạo là 280 nha. Đó, sợ bết rít thì cứ sử dụng cái dòng này bên nhà em sang. Chất thấm rất là nhanh, không bết rít, không có bị chết quần áo gì hết nha mọi người. Đó, mọi người sử dụng cái dòng này dùng thích lắm à. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Em chào. Em chào bố của Bông nha. Em chào tất cả mọi người nha. Mua một hũ về tắm đi. Dạ đúng rồi. Mà ở đây có anh nào, có chị nào, có người thân đang có nhu cầu thì tắt tên vào dùm em sang nha. Tắt tên vào mua kem dùm em sang nha mọi người. Đó, cái dòng này thì nó sẽ rất là nhanh trắng. Nó sẽ thấm rất là nhanh. Nó sẽ thấm rất là nhanh nha. Em chào Lương Duẩn nè. Em chào bố của Bông. Em chào Mai Giáo và em chào tất cả mọi người nha. Dạo này trắng hơn ai cũng khen. Xài kem cốt á em. Dạ. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đó, khách sang của Sang đó mọi người. Khách của Sang đó ai xài rồi cũng trắng nha mọi người nha. Ai xài cũng trắng hết. Chỉ cần mọi người siêng thôi. Mọi người siêng là sẽ trắng nha mọi người. Em chào Dương Phi. Em chào Phi Phương Nhi. Em chào Phi Dương ạ. Em chào tất cả mọi người nha. Đó, sử dụng và rất tốt. Cảm ơn. Trời ơi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kem này là kem công ty nha chị ơi. Dạ, kem này là kem công ty nha. Cho nên là nó rất là an toàn đối với cái làn da của mình chị nha. Rất là an toàn. Rất là an toàn. Và kem công ty thì được Bộ Y tế cấp phép nha mọi người. Những cái thành phần ở trong kem á, là được kiểm định đầy đủ. Và những cái thành phần nào có lợi cho da thì mới được có trong cái lọ kem body này. Và không có trộn những cái thành phần tào lao, không có trộn những cái thành phần bào mòn da. Cho nên là chị em cứ yên tâm sử dụng. Bên em là kem công ty nha. Kem công ty nhưng mà nói thật với mọi người, nó trắng. Nó trắng không khác gì là kem trộn đó mọi người. Ê, như là nghe nhiều quá xong bị rối loạn ngôn ngữ. Nghe trên tóc nhiều quá. Trời ơi, bà Trương ơi là bà Trương. Con trai có tắm được không Sang? Dạ được. Dạ được ạ. Nếu mà muốn trắng thì cứ sử dụng thôi ạ. Muốn trắng thì cứ sử dụng là được nha. Ai cũng sử dụng được hết. Già trẻ lớn bé gì cũng sử dụng được hết ạ. Chứ không có phân biệt nam nữ đâu. Không phân biệt nam nữ đâu ạ. Xin thế, em cảm ơn. Em cảm ơn Tuấn Trinh. Ê, nắng vô tới đây luôn. Nắng vô tới đây luôn. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Ê, mọi người đi làm hết rồi hay sao ấy? Chắc để tối like đi. Tối like chắc nhiều người xem hơn. Mọi người ơi, mọi người đang xem livestream thả like cho em sang nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Đó. Và bà nào muốn xin quá chế yêu. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em Cúc rất là nhiều nha. Em Cúc cũng đang sử dụng kem body bên nhà em sang nè. Cũng lên tông đúng không? Cũng lên tông đúng không? Coi đen hết da. Đen da thì mình lại sử dụng kem body. À, đi đón con. Giờ này là đi đón con hả? Hello bà, hello Đinh Thị Diễm nha. Hello chị nha. Rất tốt. Wow, em cảm ơn mọi người. Mình đã lấy bộ đó và sử dụng rất là tốt. Ê, cho chụp màn hình.
Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã phản hồi cho em Sang nha mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người mua hàng thì cứ inbox trực tiếp cho em Sang nha. Đang có nhân viên tư vấn nha mọi người. Cô này hình như là xinh gái nhất. Xinh gái nhất là sao? Xinh nhất khu hả hay xinh nhất làng? Cảm ơn tất cả mọi người. Chị Cúc Lê đi đón con. Chị Cúc Lê đi đón con chưa? Em người miền Bắc à? Dạ. Gốc là ở miền Bắc nhưng mà vào Vũng Tàu lâu rồi. Vào Vũng Tàu được lúc 2 tuổi cơ. Cho nên bây giờ cái giọng nó bị lái lái á, nó không có Nam hẳn mà nó cũng không có Bắc hẳn á. Ở nhà vẫn nói tiếng Bắc. Ở nhà nói chuyện với người thân vẫn nói tiếng Bắc. Em chào chị Sơn Thiên à. Em chào tất cả mọi người nha. Em chào tất cả mọi người nha. Em chào tất cả mọi người ơi. Đau hỏng quá. Like từ hồi trưa đến giờ. Kem sức trắng lắm. Kem sức trắng, để chị chụp màn hình cho nha. Ê. À, kem sức trắng lắm, mịn da nữa, cảm ơn. Nói tiếng Trung chứ. Tiếng Trung hay Bắc trời. À, Trung ha. Hello. Ôi quốc dân. Đẹp gái. Trời ơi cái gì vậy, xinh nhất xóm. Em cảm ơn. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Mọi người ơi, xanh nắng vô tới đây luôn. Trời ơi nắng quá. Mọi người thấy em Sang hay đi nắng không? Phải đi nắng chụp hình quay phim các thứ nhưng mà da vẫn trắng nha. Da vẫn trắng nha mọi người. Làm kem bên em Sang là có thành phần chống nắng nha mọi người nha. Có thành phần chống nắng nha. Cho nên là ra nắng thì nó cũng đỡ được cái phần nào đó mọi người. Ra nắng nó cũng đỡ được phần nào nha. Rối quá rối gì trời. Nói đúng rồi mà. Nói đúng rồi mà ta. Đừng có chọc tôi nữa. Hello mọi người, idol của anh Mãi Xinh. Em cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Mọi người ơi. Dạ em chào Điêu Hùng. Em chào Nguyễn Quân. Em chào tất cả mọi người nhiều nha. Mua kìa. Nhỏ đang bán kem. Nhỏ đang bán kem mà cứ vô khen xinh. Khen thích mà trời. Khen thích nhưng mà mua kem thích hơn nha mọi người. Mua kem thích hơn nha. Mọi người ơi nắng quá đi. Sang xinh và phúc hậu. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Em cảm ơn tất cả là mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người ơi. Có người thân bạn bè đang muốn trắng da thì cứ tìm em Sang nha. Đang muốn trắng da thì cứ tìm em Sang nha. Chào em xin gái, em cảm ơn nha. Em cảm ơn anh Tính nha. Em cảm ơn Nguyễn Hữu nha. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mà đau họng luôn đó mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm yêu thương nha. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Hello. Hello Nguyễn Đình Tâm, em xin chào tất cả mọi người nha mọi người ơi. Mọi người ơi, em Sang đang có chương trình. Hello bé đẹp, hello Lê Vũ nha. Em đang có chương trình là mua một kem body. Em sẽ tặng một set tắm trắng ở trên livestream nha mọi người. Mọi người ơi, xem like thì thả tim, thả like và chia sẻ like giúp em Sang với nha. Hello Nguyễn Vàng à, em chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, bây giờ mọi người đi làm về chưa? Mọi người bây giờ đi làm về chưa mọi người? À đúng rồi, em Sang sẽ tư vấn hai dòng kem bên nhà em Sang cho mọi người phân biệt nha. Trắng. Dạ, trắng thiệt. Trắng thiệt. Ê, bây giờ em Sang sẽ tư vấn hai cái dòng kem body này bên nhà em Sang cho mọi người xem nha. Tại vì là em Sang chưa lên clip á. Chưa. Trời ơi, nắng kiểu này đen da mất. Nguyễn Phúc Anh với là sao? Nguyễn Đình Tâm là sao không hiểu.
không hiểu nha mọi người nha. Em Sang sẽ giúp mọi người phân biệt hai cái dòng kem bên nhà em Sang nha mọi người. Đẹp hơn trong ảnh, đẹp hơn trong ảnh gì sao lúc trước không bảo gì. Đẹp hơn trong ảnh thiệt hả mọi người? Anh ấy đem, trời ơi cái gì vậy, đã đẹp lại cái gì vậy? Xinh quá. Em cảm ơn mọi người. Em xin chào, em xin chào Luận Linh, em xin chào tất cả mọi người mới làm về. Dạ em xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, em Sang bây giờ sẽ phân biệt cho mọi người hai cái dòng kem này bên nhà em Sang nha. Đây là dòng body cốt ủ nha, rất là nhanh trắng. Đây là dòng dành cho những cái da nào mà ngâm đen chai lì, da khó trắng, xài nhiều loại kem rồi không trắng thì cứ sử dụng cái loại này bên nhà em Sang nha. Sử dụng cái loại này bên nhà em Sang nha mọi người nha. Đó, để chặn cái ông này đi. Nha mọi người nha. Đó, mọi người sử dụng cái dòng Sang ký nhiêu mua về nuôi luôn. Vô giá nha mọi người. Vô giá, không mua nổi đâu. Đây là dòng body cốt ủ bên nhà em Sang, thì nó sẽ rất là nhanh trắng, dành cho da ngâm đen chai lì nè. Chị em nào muốn trắng nhanh và trắng thật không trắng ảo thì sử dụng cái dòng này. Nhưng mà cái dòng này chất của nó thì nó sẽ hơi cô đặc một xíu, nó sẽ cô đặc nha mọi người, nó sẽ cô đặc, cho nên là khi mà mình sử dụng thì hơi bết lúc thoa, hơi bết lúc thoa nha. Anh đen lắm có dùng được không? Dạ được chứ, dạ được nha. Muốn da trắng là cứ sử dụng cái combo này bên nhà em Sang nha, cứ sử dụng cái dòng này bên nhà em Sang nha. Đó, còn chị em nào muốn trắng nhưng mà ngại bết rít với lại ngại thoa, khó thoa ấy, hoặc là mới lần đầu sử dụng kem thì mình sử dụng cái dòng này nha. Cứ sử dụng cái dòng này bên nhà em Sang nha. Kem cái dòng này thì 280 nha, cái dòng này là 280 nha mọi người. Cái hũ kem body gạo này bên nhà em Sang là 280, chất của nó giống như là sữa chua, giống như sữa chua. Kem rất là muốn mua kem xài. Cái gì vậy nha mọi người? Đây là cái dòng kem sữa chua nha, rất là thấm rất là nhanh, thấm rất là nhanh, không có bị bết rít, không có lộ vân kem nha. Đó, em Sang đang ngồi dưới nắng luôn nè mọi người ơi, nắng quá trời. Cười cái gì vậy Văn Hội? Mọi người chọc to sao cười. Bà nội trương nha, phải trương nha, bớt cười lại nha. Đây nha mọi người, khi mà mình thoa lên da thì nó sẽ tạo một lớp mắt cúp rất là trắng, rất là xinh nha. Mình đi tiệc hay là đi đâu mình thoa đó. Ê, khác không? Da mình đã trắng rồi mình thoa lên cái nó khác không mọi người? Khác ha. Ê, đã trắng rồi nhưng mà thoa này còn trắng hơn nữa, trắng hơn nha mọi người. Đó, mọi người đi đâu mọi người thoa một lớp kem lên nè là nó bật tông lên luôn nè mọi người. Nhìn đi, ê nhìn đi, chụp màn hình lại dùng đi Ngào. Chụp màn hình lại dùng nha. Đó, mọi người thấy không, rất là trắng luôn, rất là trắng nha. Đó, mọi người đi đâu mọi người thoa một lớp kem này lên là da của mình rất là trắng, trắng bật tông nha. Và không có bị bết rít nè, không có bị chơi chết quần áo gì hết nha, không có bị chơi chết quần áo gì hết nha mọi người nha. Đó, bà nào muốn trắng da thì cứ tìm em Sang, và đang có chương trình mua một kem body sẽ tặng một set tắm trắng nha mọi người. Chị áp dụng trên like thôi. Nhà thờ Chu Hải, nhà thờ Chu Hải ở Bà Rịa đúng không? Nghe quen quen mà không có nhớ ở đâu hết. Nhà thờ Chu Hải hình như là em nhớ ở đây, Tà Kiểu nè má. Chụp đi, chụp chưa, chụp xong rồi nhớ nói nha má. Chụp chưa vậy, sao không trả lời vậy? Inbox sao không trả lời? Dạ inbox mua kem là trả lời nha,
inbox mua kem là trả lời nha mọi người. Doãn Hùng, à đúng rồi, vậy là ở Bà Rịa, ở thành phố Bà Rịa rồi nha chị yêu, cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Chụp rồi má. Quá đẹp. Trời ơi. À, mặt hồng là do đánh má hồng. Mặt hồng là do đánh má hồng nha. Nè, đó, ê. Cái tay trắng hơn cái mặt nhiều nè mấy má. Cái tay trắng hơn cái mặt nhiều nè mấy má ơi. Đó, mấy má siêng sử dụng kem body đi. Mà sử dụng kem body xong cái là tự nhiên cái mặt nó bị đen hơn cái body luôn đó mọi người. Thiệt. Da nó còn đẹp hơn da mặt nữa. Thiệt luôn mọi người. Cho nên là mọi người ráng xinh xắn đáng yêu quá chừng. Em cảm ơn nha. Cho anh S bây giờ mua kem. Có cái phần tin nhắn đó anh. Nhắn tin vào nha. Nhắn tin vào nha, nhắn tin vào, đang có người rep, đang có nhân viên của em đang rep nha. Đó, ai mua kem thì cứ nhắn tin trực tiếp ở trên Facebook cho em đi. Đang có người rep nha. Nhắn tin ở đâu cũng vậy thôi mà. Nha mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đó, mọi người thấy không? Ê, tay trắng hơn cái mặt rồi. Cái tay trắng hơn cái mặt rồi. Đó, cho nên là nhìn quen hả? Thì thấy trên Facebook hoài không quên sao được. Thấy trên Facebook hoài mà. Dạ inbox trực tiếp trên Facebook có nhân viên rep và mua kem luôn. I love you. Em sang có fan nước ngoài nha, có fan quốc tế nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ê thôi bây giờ không có like nữa đâu. Bây giờ tắt like đây. Bây giờ bạn nào muốn mua kem thì cứ inbox cho em sang nha. Em sang tư vấn cho. Bây giờ em phải cúp like đây. Em phải off đây. Xinh quá, cảm ơn mọi người ơi. Nóng quá, chịu hết nổi rồi. Mọi người trên đất nước Việt Nam đang sống ở đâu? Đang sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đang sống ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. À, có người chốt đơn kìa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tin nhắn đang hiển thị có người đang chốt đơn. Nhân viên báo đang có nhiều chốt đơn. Thề đợt có một clip lên triệu view đó. Một ngày 1000 tin nhắn rep. Chết luôn. Rep muốn chết luôn. Em cảm ơn Doãn Hùng nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Em cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người chụp màn hình lại nha. Xe chạy qua ồn quá. Ở đây gần đường á. Xe máy cày mọi người. Xe máy cày chạy qua. Mọi người đâu có ở miền Tây đâu. Em đâu có ở miền Tây đâu. Em ở Vũng Tàu nha. Ở Vũng Tàu nha mọi người. Không có ở miền Tây nha. Ai cũng tưởng ở miền Tây là sao trời. Chào em Nguyễn Duy Hoài. Chào em nha. Chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Mấy cái clip ở ngoài ruộng người ta cứ tưởng miền Tây hay sao ta? Hình như là ở ngoài ruộng là người ta tưởng miền Tây ý. Nhưng mà có một clip là ở miền Tây thì đợt về quê chơi. Nhưng mà em ở Vũng Tàu cơ. Hello Đăng Thịnh. Hello mọi người nha. Thôi bây giờ em sang cúp like đây. Mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha.
Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha mọi người ơi. Không biết tiếng Anh đâu trời, không biết tiếng Anh. Chào mọi người nha. Đó mọi người, ai mua kem thì chụp màn hình lại. Ai mua kem thì chụp màn hình lại nha. Và nhắn tin cho em Sang á, thì mọi người sẽ được khuyến mại nha. Dạ đúng rồi, em góc Bắc nha. Có bách nắng không chị? Kem bên chị có thành phần chống nắng nha em. Hai dòng kem bên chị đều có thành phần. Không chào anh à, chào anh Văn Trung nha. Văn Trung em chào anh ạ. À. Em không thấy á. Em không thấy á, mắt bị cận ấy. Em rất xinh đẹp, em cảm ơn. À, đây. Đây nha mọi người. Đây cái hai dòng kem này của chị đều là có chống nắng nha em. Đều có thành phần chống nắng cho nên là em yên tâm. Em thấy không, chị đi ra ngoài nắng không à. Đi quay clip, đi chụp hình toàn là đi ngoài nắng. Nhưng mà về mình sử dụng kem body nó vẫn trắng nha. Có chùm ủ hay không? Em chùm ủ được thì nó sẽ nhanh trắng hơn nha. Em chùm ủ được thì nó sẽ nhanh trắng hơn rất là nhiều. Ví dụ em không chùm ủ vẫn trắng. Vẫn trắng. Ví dụ em chùm ủ thì nó sẽ trắng 10. Còn em không chùm ủ thì nó sẽ trắng 8. Kiểu như vậy á. Em biết không, trùm ủ là mình không phải là ủ cho nó ra mồ hôi để trắng đâu. Nhưng mà mình ủ như vậy là mình tránh được cái tia UV. Nó tránh được cái tia UV tuyệt đối luôn. Thì nó sẽ nhanh trắng hơn. Hai hộp bao nhiêu hả? Cái hộp body gạo này là 280, body code là 300, combo là 580. Và chị sẽ tặng cho em 2 set tắm trắng nha. Em sử dụng kết hợp tắm trắng thì nó sẽ rất là nhanh trắng nha. Em sử dụng kết hợp tắm trắng thì nó sẽ rất là nhanh trắng nha mọi người. Và mua 2 hũ thì chị sẽ tặng 2 set tắm trắng. Cứ mua 1 hũ là tặng 1 set tắm trắng nha. Cứ mua 1 hũ là chị sẽ tặng 1 set tắm trắng cho mọi người. Và 1 set như vậy mình sử dụng được 3 lần tắm nha. 3 lần tắm, tắm trắng thì mình chỉ cần tuần mình tắm 1 lần thôi dùm em Sang. Tắm 1 lần duy nhất là nó đã bật tông lên rồi nha. Tắm 1 lần duy nhất là nó đã bật tông lên rồi nha mọi người nha. Đó. Tắm một lần duy nhất là đã bật tông. Và sau đó thì mình sẽ ra mình sức kem body liền dùm em Sang. Thì nó sẽ wow, rất là nhanh trắng nha. Đó mọi người xem. Cái tay của em Sang còn trắng hơn cái mặt này mọi người. Cái tay xài kem body nó còn trắng hơn cái mặt. Em cảm ơn. Yeah em đẹp lắm. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Em cảm ơn mọi người đã chốt đơn nha. Đó. Em có lấy hàng thì cứ inbox trực tiếp cho chị nha. Đang có nhân viên rep nha em. Mua combo thì bên chị sẽ tặng tắm trắng cho em nha. Chị sẽ tặng tắm trắng cho mọi người nha. Đó. Chị nào cứ muốn xài kem bên em Sang. Em Sang có rất là nhiều dòng nha. Và có dòng trị mụn nữa đó mọi người. Có dòng trị mụn nữa. Đó, đang có ưu đãi nha. Đang có ưu đãi 2 tháng 9 nha. Cho nên là ai mua kem bên em Sang sẽ tặng tắm trắng nha mọi người. Nói nhiều quá đau hồng. Đau hồng quá. Bữa nay ngày nào cũng phải nói cho quen mới hết đau hồng được. Em chào khô gà trà bông. Trời ơi, đọc cái tên xong cái thèm khô gà trà bông thiệt mọi người. Đọc xong cái thèm thiệt nè. Ôi ơi, mọi người đi ngủ hết rồi. Mọi người giờ này chắc đang lo cơm áo gạo tiền. Mọi người ơi, em xuống like nha. Hẹn mọi người vào ngày mai nha mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Hẹn mọi người vào ngày mai. Ê, khách nhắn tin nè. Khách nhắn tin chốt đơn. Em xuống like đây, rep tin nhắn của khách đây mọi người ơi. Ship cho em 2kg liền anh ơi, ship cho em 2kg khô gà trà bông liền đi. Lúa Lâm, dạ em chào Lúa Lâm, em chào Sang Lê, em chào Khoa Đặng, em chào Nguyễn Ngân, em chào tất cả mọi người nha. Em chào Quốc Cường, em chào tất cả mọi người nha.
Em chào tất cả mọi người nha. Mọi người mua hàng thì cứ chụp màn hình lại nha. Em Sa sẽ có ưu đãi cho mọi người nha. Sẽ có ưu đãi cho mọi người nha mọi người ơi. Đây là lần đầu tiên em like trên Facebook đấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Tiền chỉ cần thế thôi. Bye mọi người. Bây giờ đi nấu ăn.